Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình lại làm một cái video chia sẻ về vấn đề rễ của cây Dendro. Và hôm nay mình sẽ nói về cây Dendro Mini nha mọi người. Mini Jaya thì đây là hai cái chậu lan mà mình trồng bằng xơ dừa. Vừa qua mưa bão, chỗ mình bão số 9, số 8 đó mọi người, thì nó úng rất là nhiều và nó bị hư hết bộ rễ. Mình đã cắt và mình trồng lại, mình cắt bỏ hết rễ luôn các bạn ạ. Mình cắt bỏ hết rễ luôn, mình trồng lại thì rễ nó ra và nó không hề bị đen đầu rễ. Nói chung là bây giờ nếu mà các bạn mà xem video của mình á, các bạn mà để ý kỹ, các bạn mà quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy là những cây lan của mình ít bị đen đầu rễ, hầu như là không bị đen đầu rễ. Rất ít bị đen đầu rễ các bạn. Thì nếu mà nắm được những cái nguyên lý cơ bản á, thì cây của chúng ta chăm sóc thì đầu rễ nó cứ ra và nó phun ầm ầm ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số nguyên nhân. Đây là những cái chậu lan rất là xấu thôi, hầu như là lá bị rớt hết. Và lá đây là tất cả đều là lá mình mới trồng đó mọi người. Các bạn thấy rễ bên đây nó phún ra ghê không? Đây nữa các bạn, đầu rễ ở trong nó phún ra rất là dữ dằn và bám vào giá thể luôn nha mọi người. Chỉ cần ra và bám vào giá thể thì điều quan trọng nhất đó, trước tiên đó, là chúng ta phải xử lý giá thể. Xử lý giá thể mình cũng có video chia sẻ về xử lý giá thể rồi mọi người. Thì mình chia sẻ đam mê thì mình chia sẻ từ những cái chậu lan xấu mình chăm lên, để cho các bạn mà yêu lan giống mình, các bạn có động lực để chơi lan. Chứ còn khi mà mình chăm lan mà mình chia sẻ mà từ những chậu lan đẹp mà mình chăm xấu đi thì nhiều khi nó cũng ai đúng không? Mình cũng có thể những chậu lan đẹp mình chăm xấu đi, vì mình cũng chỉ là người chơi lan thôi các bạn. Chơi lan và đam mê lan thì đôi khi cây lan nó không theo ý muốn của mình được, nhưng mình nếu mà mình rút được những cái kinh nghiệm á, thì nó sẽ chăm cây lan tốt hơn và đầu rễ thì nó sẽ khỏe. Và nguyên lý tự nhiên á, thì bộ rễ là linh hồn của cây lan mà các bạn. Thì nó có bộ rễ đẹp thì cây nó sẽ khỏe, mạnh khỏe thôi. Cũng giống chúng ta vậy đó. Chúng ta mà có một hàm răng chắc khỏe thì chúng ta sẽ nhai và vận chuyển được đồ ăn thì tốt hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người nè, những cái nguyên nhân gây ra cây lan bị đen đầu rễ. Bên đây cũng vậy nè các bạn. Hai chậu mình trồng thì nó rất là tốt ha. Những chậu này là mình nói luôn với mọi người là mưa nắng tự nhiên, không hề cắt nước mưa nha các bạn. Và các bạn thấy không, cái phân tan chậm, phân này là phân dê nha. Phân dê mình bỏ nhưng mà sau khi nó ấy ra thì nó vẫn không hề bị đen đầu rễ. Tức là phân này đã qua xử lý các bạn ạ. Phân này đã qua xử lý, phân này có nấm trichoderma, tức là nó có nấm đối kháng á các bạn. Thì nói chung nói về khoa học thì mình không có rành, nhưng mà mình hiểu được cái nấm đó rất là tốt. Và khi người ta đã ủ phân dê, người ta qua xử lý rồi á, các bạn mua phân dê phải đóng gói và đã qua xử lý nha các bạn nhé. Còn nếu mà mua phân dê ký chưa qua xử lý thì nó sẽ lan ra, nó sẽ bị đen đầu rễ đó mọi người ạ. Thì nó sẽ bị đen đầu rễ và đầu rễ nó sẽ bị thui lại. Nguyên nhân thứ nhất là do phân chưa qua xử lý ha các bạn ha. Những cái phân dê hoặc là phân trùng quế, phân gì đó mà không qua xử lý. Nguyên nhân thứ hai là phân tan chậm bỏ quá nhiều cũng bị đen đầu rễ nha các bạn. Phân tan chậm ra quá nhiều cũng bị đen đầu rễ. Và nguyên nhân thứ ba là cũng có thể do thuộc dạng mà khô quá đó mà các bạn. Ngoài môi trường khô quá, chậu lan khô quá cũng lâu lâu nó cũng có thể bị đen đầu rễ, vì do thiếu độ ẩm đó mọi người. Hoặc là thiếu độ ẩm, đừng để khô quá. Chúng ta không nên tưới ướt sũng quá, nhưng cũng đừng nên để khô quá các bạn ạ. Thì khô quá thì nó cũng không tốt ha. Đó, những cái từ những cây nhỏ xí là nó cũng rẽ ra ầm ầm rồi. Các bạn thấy một chậu lan cây nhỏ xí này không? Còn những cái cây cũ thì là hầu hết là bị hư rễ các bạn ạ. Cho nên là mình thấy hai cái chậu này phát triển rất là tốt thì mình chia sẻ luôn cho mọi người thôi. Và nguyên nhân thứ ba là do giá thể các bạn xử lý không kỹ. Giá thể xử lý thuộc dạng mà các bạn chỉ rửa hoặc là nó bị bẩn đó mọi người, nó còn đất cát nhiều thì khi cây lan ra thì nó gặp giá thể bẩn nó sẽ bị thui và đen đầu rễ. Và còn một nguyên nhân khác là giá thể chúng ta trồng chậu lâu rồi mà nó có những cái con ốc sên hoặc những con côn trùng. Không riêng gì con ốc sên các bạn, con nhện hay con gì nó mà đái vô thì nó cũng đen đầu rễ ha. Đó là những cái nguyên nhân mà mình cơ bản mà mình nắm được. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa mà ít bạn biết nè mọi người nè. Có một nguyên nhân mà rất ít bạn biết, đó là nguyên nhân do các bạn tưới phân, ví dụ như 20 đều ha, 20-20 đều hoặc là 10-30-10 hoặc 6-30-30 mà các bạn không cho vào đó B1 thì nếu có B1 nó sẽ tiêu thụ đạm và nó sẽ hạn chế đen đầu rẽ. Còn nếu mà không có B1 á, thì nó sẽ rất là dễ đen đầu rẽ luôn. Hôm nay mình sẽ bỏ ít phân tan chậm vô để cho mọi người bỏ phân tan chậm thì chúng ta bỏ phải cách rẽ ra khoảng 3 phân nha mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ cho phân này này 10, 2, 12, 20 cộng TE, tức là nó cũng có vi lượng đó các bạn. Các bạn thấy không? Phân tan chậm thông minh Jinan có kiểm soát, các bạn bỏ loại này cũng được, hoặc bỏ loại phân tan chậm loại 14 đều cũng được, hoặc là bỏ loại nào cũng được ha. Thì bây giờ mưa nhiều thì chúng ta không nên bỏ đạm cao vậy thôi mọi người. Bỏ đạm cao thì cây rất là tốt, nhưng mà sợ nó bị, các bạn bỏ từ đây ra đó, các bạn bỏ như vậy là được ha. Nó sẽ tự rễ, nó sẽ tự bò ra theo nguyên lý tự nhiên, thì cây lan nó sẽ tự bò ra, rễ nó sẽ tự bò ra thành chậu, và nó sẽ phân tan chậm, nó sẽ tan ra từ từ và nó sẽ thẩm thấu mọi người, nó sẽ thẩm thấu xuống giá thể, và cây lan thì nó sẽ hút dinh dưỡng ở giá thể ha các bạn. Mình bỏ sát gốc quá thì cây lan nó rễ nó đi ra chứ nó đâu có đi vào đâu, các bạn công nhận không? Rễ nguyên lý tự nhiên thì rễ nó ăn ra chứ nó lại không ăn vào trong chậu, mà mình lại bỏ sát gốc quá thì khi lượng phân mà ví dụ như bình thường không sao ha, những ngày mưa kéo dài á, phân nó chảy ra nhiều quá nó sẽ đọng lại, nó không chảy hết. Mình bươi ra cho mọi người coi luôn nè, nó đọng lại, nó không chảy hết thì đó, các bạn thấy rễ trắng phau không? Nó sẽ đọng lại và nó sẽ bị hư đầu rễ mọi người, nó sẽ bị úng. Khi các bạn thấy rễ chuyển sang màu vàng là hiện tượng của rễ bị úng nước, dư nước, thì chúng ta nên cắt nước ha mọi người. Hiện tượng của úng nước, dư nước thì chúng ta nên cắt nước và giảm lượng nước tưới đi. Giảm lượng nước tưới đi thì cây sẽ phát triển tốt thôi mọi người. Còn khi mà chúng ta nhìn á, mà cây đầu rễ rất là xanh và trắng như thế này là cây đang vừa đủ nước, không dư nước nhé các bạn. Ví dụ như cây này chẳng hạn ha. Đó, những cái cây con của nó ra thì rất là đẹp nè mọi người. Hôm nay mình quay video ở dưới cho nên ô tô với lại xe nó đi ngang, mình cứ hay phải tắt video đi quay lại. Đó mọi người, thì nó sẽ rất là đẹp luôn đó các bạn. Cây này mình ít xịt lắm. Bên đây nhìn thấy bộ rễ thì rất là tốt ha mọi người ha. Mình chỉ tưới phân định kỳ là 1 tuần đến 10 ngày mình mới tưới một lần. Cây này mình chỉ phòng bệnh bằng nano bạc, mình chưa hề xịt bất cứ một loại thuốc nào phòng bệnh cho lan ở những hai cái chậu lan này. Mình đang thử nghiệm á các bạn, vì Dendro thì mình thường là thử nghiệm thôi. Mình nói chung là mình thích chơi hoa lắm, nhưng mà cũng có một số cây khác thì mình phải thử nghiệm phân để mình tưới vô những cái cây mình thích. Ví dụ như mình thích chậu ngọc điểm nào thì mình sẽ thử phân ở chậu khác. Mình có những một số loại mình phối phân thì mình phải thử đã các bạn ạ. Xong mình mới áp dụng, mình thử thì những cái chậu mình thử nghiệm mình thấy được ổn thì mình mới áp dụng vô cái chỗ mình tưới. Mình học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, chứ không phải là mình biết nhà khoa học, hoặc là có một số bác, có một số kênh á, là ví dụ như mình nói với mọi người này, có một số kênh những bác đó là làm bên, nói chung là người ta giỏi về hóa học đó, thì kinh nghiệm của người ta đầy đủ rồi, người ta pha phối thuốc thì sẽ chuẩn hơn và chính xác hơn. Còn các bạn cũng giống mình, các bạn chỉ là người chơi lan và đam mê lan thôi. Mình là nông dân cho nên mình phải, trước khi mình chia sẻ một vấn đề đó gì đó thì các bạn cũng nên tham khảo thêm một số kênh khác. Tất nhiên là mình chia sẻ đam mê là mình đã làm được rồi mình mới chia sẻ, hoặc là mình đã áp dụng thành công rồi mình mới chia sẻ ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nhé. Hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn vấn đề về rễ thôi. À mà cũng không ngắn đâu, video của mình đã quá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.